Lại Goblin tối thượng. Trời, sao ở đây cứ vào game là thấy lại có cái ba con Goblin này nó xuất hiện anh em ạ. Ba con ở bộ truyền thuyết như này. Ừ, nhưng mà lại không có Goblin đầu game. Thôi được, mua tạm này. Lóc lại đi. Rất vui vì được gặp lại anh em trong cái buổi tối ngày hôm nay. Hôm nay thì là cũng được up 2 clip. Tất cả là nhờ có anh em thôi. Anh em chăm tương tác, anh em chăm like cho tôi ở cái clip buổi sáng. Thế là tôi lại có cơ hội được up cái clip buổi tối. Rất là cảm ơn các anh em nhá. Cảm ơn anh em. Đấy, anh em cứ chăm tương tác nó thành một thói quen thôi. Cứ vào là ngay đầu game là nhẹ nhàng là tăng tương tác cho nhau bằng cái việc like thôi nhá. Ấn like ngay từ lúc đầu đi anh em nhá. Chưa cần biết là chơi gì, ấn like luôn, thể hiện quan điểm luôn là yêu quý tôi nhá anh em nhá. Đấy, thế thôi. Còn tôi thì cũng xin nhắc lại một lần nữa nhá, là clip thì không bao giờ thiếu. Đấy, việc của tôi là sản xuất clip. Đấy, nhưng mà hãy tạo cho tôi một cái gọi là thói quen. Đấy là thói quen up clip một ngày 2 lần. Được không anh em? Được, được đấy, được đấy. Tôi thấy thế là được đấy. Tự nhiên bây giờ là lại phải đặt ra cái mục tiêu là một ngày là phải có ít nhất là 2 cái top 1 để up lên cho anh em xem. Nhưng mà anh em yên tâm nhá, tôi đã nói rồi. Đơn giản mà. Bao nhiêu cái top 1 cũng được, miễn là anh em đủ tương tác, anh em đủ like nhá anh em nhá. Đấy, các cụ đã có câu rồi. Có đi có lại thì mới tọa lòng nhau. Đấy. Trận này nói chung là không Goblin được anh em ạ, nhìn là biết rồi. Đầu game chả thấy ra mấy cái con Goblin mách miếc các thứ đâu. Thôi được rồi, cứ từ từ. Đánh theo kiểu là bài ra gì thì chơi đấy. Tận dụng thôi, cũng chưa biết chơi gì. Nhưng mà trận này chắc là tôi sẽ không chơi Goblin đâu. Goblin biểu diễn như thế thôi, biểu diễn như thế là đủ rồi. Lâu lâu làm phát nha anh em nhá, lâu lâu làm phát. Tôi là tôi sợ cái là tôi biểu diễn quá nhiều một bộ khiến cho cái bộ đấy nó quá bá đạo. Có thể là bá đạo thật hoặc là anh em nghĩ là nó bá đạo, chứ thực ra thì nó cũng không bá đạo lắm. Đấy, nhưng mà vì là anh em nghĩ là nó bá đạo nên là vào rank nhiều người chơi, sau đó gặp nhiều quá, spam nhiều quá thì cũng không hay anh em ạ. Đấy, nên là thôi, gọi là chấm phẩy tí cho nó gọi là có thêm cái đa dạng trong clip thôi. Mẹ bài ra xấu quá anh em ơi. Trời ơi, mỗi một round nó ra một kiểu tôi chịu luôn ấy. Lại ego seed à? Sợ thật, sợ thật. Không hiểu ở chơi cái gì luôn ấy, thề. Này khó chơi thật đấy. Về căn bản là nhìn đồ toàn ma lăng với cả xung kích anh em ạ. Thế nó có 10 cây chứ. Còn bây giờ mà đồ nó kiểu gì mà nó chơi theo kiểu vật lý, có khi là tôi cũng chơi ego seed luôn rồi. Đó đấy. Nhưng mà tôi này, tôi thì có một cái quan điểm là như này. Có một cái gọi là ý tưởng về mặt gọi là thế nào nhỉ? Làm YouTube ấy, làm YouTuber ấy, là có một cái ý tưởng là vì là phải là tăng cái độ tương tác cũng như là sáng tạo, làm cho anh em viewer xem cảm thấy thích thú. Thế nên là tôi có một cái ý tưởng đấy là cái clip buổi sáng thì tôi đánh theo kiểu dạng như là leo rank meta đấy. Còn buổi tối thì tôi muốn là sẽ chơi theo cái một cái gì đấy mà nó hơi bay bay một tí. Trong game nó có một cái chút gì đấy nó nghệ thuật. Đấy. Còn cái người chơi game thì nó có một cái chút gì đấy là nó nghệ sĩ. Chơi như thế nào để cho anh em cảm thấy thích thú trong một cái video clip được ra vào buổi tối. Một cái video clip mà anh em phải unlock anh em mới coi như là được xem. Đấy. Cố gắng làm nào để cái clip buổi tối nó phải thật sự nó hay. Đấy, nó hấp dẫn, nó không quen, không quá quen với anh em. Có thể là vì nó quá yếu mà anh em không chơi, hoặc là vì anh em chưa biết mà chơi. Đấy thì tôi sẽ chơi nhá, để tôi thử cho anh em. Nó tăng cái phần thú vị cho cái clip vào buổi tối. Nhá anh em nhá. Clip vào buổi tối rất đáng để anh em đón chờ anh em xem. Đấy, nó phải như thế cơ. Thế thì mới coi như là câu view được. Câu view được của anh em, câu like được của anh em. Đấy, anh em thấy không? Chiến thuật kinh doanh. Chiến thuật làm YouTube. Úi rồi, ra được cái con thỏ rồi. Thế là có 3 Hunter này. Ok, ổn đấy. Có 3 Hunter rồi anh em ạ. Được. Hay lắm. Ok rồi. Đấy, vừa nãy là còn chưa có đam, bây giờ có đam rồi. Hơi lo cho cái việc là không có đam, bây giờ có đam nhưng mà không có đồ. Đồ này chơi cái gì ghép cái gì luôn nhỉ? Ghép được cái gì luôn, ghép luôn. Tôi nghĩ tôi cái ghép cái chén thánh luôn anh em ạ. Ghép một cái chén ấy cho con cây nó tăng cơ.
tầm này bây giờ đang cần đồ để đánh chuỗi thắng, lấy chuỗi thắng luôn anh em ạ. Được đấy, đầu game này là khá là ổn. Rồi bây giờ tôi xin nhắc lại một cái lịch của tôi này. Có khá nhiều anh em là mới vào xem, cũng như là tôi cũng muốn anh em có cái lịch để anh em dễ tiện cho anh em theo dõi trên kênh nhá. Và cái lịch phát hành video clip hàng ngày thì chắc chắn là tôi sẽ ra ít nhất là một clip. Thường ấy là nó sẽ vào là vào 9 giờ sáng, vào cái thời điểm 9 giờ sáng hoặc 12 giờ trưa. Đấy, 12 giờ trưa. Và trong cái ngày hôm đó, trong cái ngày hôm đó thì tôi có thể tôi sẽ ra thêm một clip nữa nha anh em nhá, vào buổi tối, vào khoảng 10 giờ tối đến 12 giờ tối, 12 giờ đêm. Thì cái clip thứ hai trong ngày ấy, thì nó sẽ dựa vào cái clip vào buổi sáng. Nếu clip vào buổi sáng ấy nó đạt đủ cái số like mà tôi kêu gọi anh em, đấy thì buổi tối sẽ có thêm một clip nữa anh em nhá. Hiện tại bây giờ nó là 100 like, 100 like cho cái clip vào buổi sáng thì unlock được cái clip buổi tối. Đơn giản thế thôi nha anh em nhá. Nhưng mà tôi nghĩ là tôi sẽ phải suy nghĩ lại về cái việc là số lượng like, bởi vì là 100 like thì nó dễ quá anh em ạ. Cái tầm này bây giờ tôi thấy là toàn up clip lên được khoảng 2 tiếng, 3 tiếng là đủ 100 like bố rồi. Bây giờ tăng lên thêm ví dụ 120 hay là 150 đi, cho nó gọi là đúng tầm, nó đúng tầm. Chứ bây giờ tôi thấy rơi vào cái tầm khoảng hơn 100 like thì nó dễ lắm. Đúng không anh em? Đúng không anh em nhở? Anh em thế nào đấy? Anh em chơi kiến nhá. Anh em chơi kiến vẫn hỏi ý kiến anh em thôi. Nhá, xem là có nên tăng điều kiện không. À quên đấy, Skull Hunter này mua được đấy. Skull Hunter, Skull Woodman, hai con đỏ này vào cũng được. Thôi được rồi, bán lại con ọc mơ dài đi. Bán ọc mơ dài mua hai con đỏ về, ok. Mua hai con đỏ này được. Nhưng mà tất nhiên là bây giờ cũng chưa cho vào được đâu. Tôi nghĩ là phải up cấp lên thì mới cho vào được. Bây giờ thế này nó vẫn ổn hơn. Con cây nó có thêm cái bộ ẹp nó trâu lắm. Ego Seed thì cũng không bỏ được bây giờ. Ego Seed này con khống chế nó khá khỏe giai đoạn đầu game, làm được nhiều việc. Cái con ảo ảnh ấy nó là một trong những cái con mà nó khỏe, rất khỏe giai đoạn đầu game. Gần như là khỏe nhất ở trong cái bọn một tiền ấy. Tôi không nói là solo khỏe nhưng mà nó phù hợp với cả các cái đội hình. Nó kết hợp với cả các cái line up mà nó tạo thành cái sức mạnh ở đầu game. Nên là không bỏ được, không bỏ được. Vừa có trừ giáp lại vừa có khống chế. Ui đời ơi, được đấy. Tính rao phát xem nào. Gặp cái thằng có chuỗi rồi. Gặp cái thằng có chuỗi rồi, còn thằng Amit à. Thằng Amit. Amit với Tameri à, Tameri đang chịu thua. Hai thằng còn lại thì cũng bình thường. Nói chung là có khả năng ăn được. Ăn được anh em ạ. Ở trận này chơi cái gì nhỉ? Chơi hẹp được không? Chơi hẹp được đấy. Trận này chơi Feather thì nó lại không có cái con Silent Assassin. Thế là không chơi được, xác định là không chơi được cái bộ tối thượng ở cái bộ Feather. Rồi gặp cái thằng này có gấu khỏe thế nhỉ? Nhưng mà ăn được anh em ạ. Tôi có Hunter. Tôi có Hunter con cây 2 chắc là ăn được không? Ăn được không? Ơ đừng bảo thua nhá. Ăn được. Trận này thì không chơi được cái bộ Feather Reel đâu, hàng Reel đâu, khó. Chơi hàng Reel ở cái trận này thì không có Sailing. Chỉ chơi 9 effect thôi. 9 effect thì nói chung là bây giờ thì cũng có khá nhiều người chơi đấy. Có nên chơi không? Để xem nào. Cái round tiếp theo hình như là còn cái thằng đang eco thì phải. Tameri đúng không? Đúng rồi. Chưa gặp. Round tiếp theo là gặp cái thằng đang top 8. Ui cũng đẻ ra ban gấu. Trận này nhiều thằng chơi gấu thế. Trời ơi. Trận này nhiều ông chơi gấu thế. Hai ông ra gấu rồi. Sợ thật đấy. Ui mẹ ơi, rơi hai cái viên ngọc. Ghép vào chém la này. Tôi tự nhiên tôi trên đầu tôi lẩy ra một cái ý tưởng chơi cái bộ này. Nhưng mà tôi chưa tiết lộ đâu.
Và chuyện tiết lộ đó, tôi sẽ không chơi 9 ép nha anh em nhá. Chuyện này tôi đã chơi một cái lineup mà nó cũng rất là hay. Anh em cũng có thể là anh em chưa biết hoặc anh em biết rồi, cũng tùy anh em nào mà xem tôi nhiều thì anh em cũng biết. Tôi thường là mấy cái buổi livestream mà tôi cũng thường chơi. Tôi cũng không phải là thường chơi, sorry anh em, mà đã từng chơi. Giờ chơi lại cho anh em xem nhá. Chơi lại. Nhưng mà tôi nghĩ là đa phần các anh em xem kênh bây giờ hiện tại đang xem clip này là chưa biết đâu. Chỉ có các anh em mà gọi là theo dõi tôi từ lâu rồi, xem kênh từ lâu rồi, fan cứng ấy, mà hay xem tôi livestream vào buổi đêm ấy là biết tôi. Bởi vì thường là những cái bộ kiểu dạng như này là tôi hay thực hiện vào cái buổi ban đêm để cho anh em giải trí. Các anh em giải trí vào ban đêm. Mà những cái clip livestream ấy thì tôi lại không up lại cho tất cả mọi người xem, mà tôi chỉ up lại cho các anh em hội viên xem thôi. Chính vì thế nên là chắc là các anh em mà xem kênh chưa biết bộ này đâu, chưa biết tôi có thể chơi. Đấy, mà vẫn giữ bí mật nha anh em nhá. Bộ này là nó cũng là liên quan đến cái bộ ép, tuy nhiên là nó không phải bộ 9 ép như hôm trước tôi chơi, và cũng không phải là ép Hunter đâu. Đấy. Rồi. Và cũng sẽ không phải là cái bộ Feather kết hợp với cả 4 wick. Không phải, không chơi nha anh em nhá. Tôi chơi một cái bộ khác. Một cái bộ khác để tôi thử sức mạnh của nó xem như nào. Chứ còn tôi nói thật với anh em là clip ra ấy thì tôi cũng phải hạn chế, bởi vì là những cái bộ mà nó thuộc về, nó rơi vào tầm khoảng bí kỹ. Bí kỹ mà mình chơi ở mình có ghim mấy cái bộ tủ vào để lấy gọi là leo rank ấy thì là phải hạn chế thôi, hạn chế ra clip thôi. Không là nhăn nhản đông lắm anh em ạ. Tôi nói thật với anh em là ra cái clip nào là coi như là ngày hôm sau là rất nhiều người chơi cùng. Thật đấy. Anh em không tin anh em cứ vào anh em xem clip xong anh em để ý trong rank mà xem. Ngày hôm sau là rất nhiều người chơi, rất nhiều người chơi luôn. Thôi chết mẹ mất chuỗi rồi, thằng này khỏe quá anh em ạ. Không được rồi, thằng này mèo 2 rồi còn còn cả thỏ đi kia. Thôi chịu, không ăn được, không ăn được. Con cây này nó có trâu đến đâu thì nó không đỡ được cái hàng này. Quá khỏe. Không ăn được. Thôi mất chuỗi, cay nhờ, up 7 vẫn mất chuỗi. Biết thế đéo hấp. Cáu thật. Ra súng à? Mà không chơi Hunter anh em ạ. Tôi không chơi Hunter. Từ từ thôi. Cứ bình tĩnh. 9 ép cũng được. 9 ép cũng được nhá. 9 ép cũng được. Ra Grim. Thế thì từ từ. Tôi cũng chưa biết tôi chơi gì đâu. Bình tĩnh. Lại phải xem bài nó ra như nào đã. 9 ép cũng được. Đấy. 9 ép cũng được. Không sao hết. Hiện tại là bây giờ là cái con cây nó là con cỏ của tôi anh em ạ. Đồ bây giờ dồn hết cho cây. Như tôi đã nói vừa nãy là nhiều khi nhiều cái là nó cũng phải hạn chế thôi. Không là trong rank ấy nó đông người chơi. Anh em cứ để ý mấy cái clip gần đây của tôi là biết. Sau khi up clip xong là ngày hôm sau là trong rank đầy. Đấy, thế là có anh em mà chia sẻ kinh nghiệm ấy, comment với tôi. Ui. Này ra cả sắt đao cứu lơ ra cả con cáo à? Chiếc cáo được không? Cáo được. Cáo thì chơi với cả 9 ép cũng ngon. Cáo chơi 9 ép ngon á, nhưng có blink. Phải có blink. Rồi thì cứ từ từ đã. Từ từ đã. Đấy, đang nói dở là cái gì nhỉ? Cho con cáo này vào thì có thêm bộ beat này. Như này thì có thêm cả trừ giáp cả beat được không? Được. Được. Thôi thế này tạm ổn. Đang nói cái gì nhỉ? À. Đúng rồi. Có anh em xem clip của tôi ấy, xong rồi chia sẻ là nó một cái câu chuyện rất khá buồn cười tôi kể cho anh em. Anh em chia sẻ là như này, là nếu mà xem tôi ấy, clip của tôi ra ấy, các cái đội hình như nào ấy thì hôm sau là hãy lé những cái đội hình này ra, không chơi. Không chơi những cái clip mà tôi ra, không chơi những cái đội hình trong clip mà tôi ra, mà chơi những cái đội hình mà counter vào những cái đội hình đấy. Hợp lý. Đấy, đấy là kênh tham khảo anh em nhá. Anh em có thể làm theo, dễ dàng tăng rank hơn. Đấy. Tôi làm cái gì thì anh em cứ làm ngược lại là được. Tôi ra clip như nào, tôi ra đội hình như nào, anh em cứ ra cái đội hình của anh em ấy, ra cái đội hình làm ngược lại là được, là tăng rank. Hợp lý chưa? Đấy, nói thế cho nó dễ nhá anh em nhá. Tôi nghĩ lại rồi anh em ạ. Cái trận đấu này ấy, là chúng ta không chơi 9 ép. Không chơi 9 ép nữa. Không chơi 9 ép nữa nhá. Không chơi 9 ép nữa. Chúng ta chơi 6 ép thôi. 6 ép thôi. Chúng ta chơi 6 ép hàng real.
Nhưng mà tôi cũng không biết là cái tỷ lệ mà cái người làm theo trong clip hay là tỷ lệ cái người mà làm ngược lại nó nhiều hơn. Tôi vẫn nghĩ là cái tỷ lệ mà làm theo clip nó sẽ nhiều hơn đấy. Bởi vì trông tôi chơi ấy thì thấy là nó rất là hấp dẫn, nó rất là kiểu dễ chơi, dễ ăn ấy anh em ạ. Thế là nhiều anh em nghĩ là nó chơi những cái đội hình đấy nó khá là ổn, sẽ rất là muốn thử. Ghép luôn cái Kira đi, cái găng tay Kira đi. Tăng cái mana cho nó nhanh, hút máu cho nó nhanh. Tí nữa chắc là cái đồ này cho con cáo anh em ạ. Tôi sẽ không chơi cái bộ Wick đâu. Không chơi bộ Wick đâu anh em nhá. Feather Wick thì nó tôi cũng chơi rồi. Tôi muốn thử sức với một cái bộ khác nó lạ hơn. Ok. Tôi là đang định xây dựng ấy. Xem nào. 6 F là ở level 6. 6 F level 6 kẹp với cả 3 Hunter là ở level 7 đúng không? Lên level 8 là chưa được, lên level 9 là kẹp thêm 2 bit. Lên level 9 kẹp thêm 2 bit. 3 Hunter 2 bit ở level 9. 6 F. Ok. Rồi, lên level 10 là sẽ là kẹp thêm là 4 bit. Đúng không? Lên level 10 kẹp 4 bit. Đúng rồi. Hợp lý đấy. Trận này tại sao tôi lại chơi ép? Thực ra là không phải là vì là cái đội hình nó gọi là mạnh đâu. Ở trong cái trận đấu này thì không phải, không phải, không hẳn là như thế. Nó không hẳn là như thế mà hôm trước có anh em hỏi tôi, sau khi mà tôi ra cái clip 9 ép ấy, là có anh em hỏi tôi là chơi nếu mà không có con Sailing Assassin thì có chơi được không? Chơi được 9 ép không hay là chơi được cái bộ ép nói chung không thì tôi bảo là có. Nhưng mà tôi cũng chưa có cái ví dụ cho anh em thì trận này tôi ví dụ luôn. Ok nhỉ. Trận này là một cái ví dụ luôn là không chơi 9 ép luôn nhé. Mà chơi ép thôi, ép bình thường thôi, 6 ép bình thường thôi. Để cho anh em thấy là cái bộ Feather ấy, cái bộ né tránh ấy là bây giờ là cũng ổn lắm. Cũng rất là ok với cả meta này đấy. Mặc dù là ít người chơi nhá, không có mấy người chơi đâu. Có chăng là nếu mà trận đấu truyền thuyết có con Sailing ấy thì là người ta chọn chơi 9 ép thôi, 9 Feather ấy. Chứ còn nếu mà bình thường thì người ta cũng ít chơi ép lắm. Nhất là 6 ép thì chắc là không ai chơi, một mình tôi chơi. Tôi chơi thử anh em thấy là cũng vẫn chơi được nhá. Trận này có 9 Warrior. Ai chơi 9 Warrior chắc luôn. Ra cả Doom, ra cả thuyền trưởng rồi này. Mà cũng không thấy là kẹp bit biết gì đâu. Chơi này là chơi 9 War. 9 War thì không chơi bit được rồi. Có cáo đấy nhưng mà thôi không chơi bit nữa. Chơi hẹp anh em ạ. Feather để counter vào cái bọn. Ok, counter vào bọn 9 Warrior này cũng được. Feather là không sợ Warrior đâu. Feather không sợ Warrior. Warrior xanh nhờ, có chuỗi này. Cứ nói ui mà trận này cũng beat được á. Cũng chơi beat được nhưng mà thôi, không chơi. Không chơi nha anh em nhá. Tôi muốn chơi thử một cái trận mà chơi Feather để các anh em thấy là chơi 6 Feather vẫn ok, vẫn ổn. Chứ không hẳn nó là 9 Feather đâu. 9 Feather thì bắt buộc là trong đội hình nó sẽ phải có cái con Sailing Assassin để chơi cái hàng Ryu. Nếu không là bắt buộc là phải chơi Fake. Chơi Fake là kẹp Wizard vào. Đấy thì cũng được. Nhưng mà cái bộ đấy thì bây giờ nói chung là các anh em mức rank cao thì khá là tin dùng. Còn các anh em mà tầm ở dưới cái ranking thì tôi nghĩ là chơi cái bộ đấy nó hơi khó trong cái thời điểm hiện tại. Đấy còn ở các anh em ở trên cái ranking Queen thì tôi thấy bài nào anh em cũng thấy anh em chơi cũng chả có meta gì đâu. Tôi thấy anh em chơi cả mết, chơi cả god kia các thứ nhiều lắm. Chứ còn cũng không hẳn là cái meta Exorcist hay là meta dạng như kiểu là god đỏ đâu. Tôi thấy chơi rất là nhiều những cái bộ khác nhau. Kể cả 9 mết vẫn thấy người chơi mà. Tôi thấy vẫn có người chơi 9 mết. Tính xem round sau gặp thằng nào. À rao sau gặp thằng có chuỗi kìa. Xả tiền gấp anh em ơi. Ôi rồi ôi. Đây rồi. Được đấy. Xả tiền gấp anh em ạ. Xả tiền gấp, xả tiền gấp. Cắt chuỗi của cái thằng này. Hy vọng là cắt được chuỗi của cái thằng này. Ok. Được không, được không, được không, được không.
cây full đồ liệu có tăng được không nhở? Con cây là chỉ cần tăng cơ được ở phía trên thôi là đấm được. Được không đấy, được không đấy? Ui, cái con Avenger là vẫn đang đấm kìa. À được, 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 được. Bị stun rồi. Hay quá, ăn được không? Cáo sọc thương được phát nữa. Ui, không ăn thua. Ui, ăn được không nhở? Cây, cây ơi, gánh nhá, gánh nhá, gánh nhá, gánh nhá. Được không, được không, được không, được không, được không? Ui, được anh em ơi. Ui, xui, ui. Ăn rồi. Hay quá. Được, 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 được. Ui dồi, cắt được chuối của thằng này. Thơm. Thơm, hay đấy. Bọn Phaser thì nó làm chùm giữa game rồi. Chả thấy có cái bộ nào mà nó mạnh như cái bộ này. Một cái bộ mà tương đối rẻ tiền. Chúng ta mất khá ít tiền để hoàn thành cái bộ này ở 3 sao mà. Toàn The Rui thôi, toàn The Rui ẹp. Chỉ cần mấy con 2 sao. Hai con The Rui ẹp thì lên 3 sao là được. Khá là mạnh. Chơi cái bộ ẹp. Nói chung là một trong những cái bộ mà tôi khá là thích chơi đấy. Có một cái đợt mà tôi livestream liên tục là tôi cũng hay chơi cái bộ này. Đến cái lỗi mà tôi chơi nhiều quá, đến lỗi mà anh em phải coi như là gọi cái bộ này thay vì gọi cái tên của nó là bộ ẹp, bộ phe giờ, 6 phe giờ thì anh em gọi luôn là cái bộ này là bộ tuấn cơm. Chơi quá nhiều, nó thành thông thạo. Nhưng không phải anh em nào cũng biết đâu nhá. Chỉ có các anh em mà xem livestream ấy là anh em biết thôi. Chứ còn các anh em mà đa phần các anh em là không có được xem lại những cái đấy, những cái clip đấy. Rồi thì hôm nay chơi. Ok. Sói này cũng được này. Ui, cá lồng à. Cá lồng thôi, không chơi. Không chơi, không chơi, kệ. Bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Đấy rồi, cây lên được 3 rồi anh em ạ. Ok. Không chơi cá lông nha anh em nhá. Chơi ẹp, không chơi cá lông. Chơi ẹp tí nữa ấy là cái bộ này nó lên 10 là tôi kẹp 4 bit vào luôn. Trận này có con Tôn Ngộ Không anh em ạ. Ngộ Không làm co. Ngộ Không làm co cũng được. Đấy. Có con sói này. Mua con sói thôi. 6 ép 4 bit ở level 10 anh em ạ. Mạnh đấy, không yếu đâu. Thậm chí nó còn mạnh hơn cả bộ 9 ép cơ. Nó kẹp con cáo à, nó clear được. Cáo này nếu mà trận này mà không ra Tôn Ngộ Không nhá thì chơi cáo. Đây rồi, gấu ấy rồi anh em ạ. Hay lắm. Đấy, như thế này là lên 10 được rồi đấy. Nếu mà về căn bản là nếu mà đúng lý thuyết ấy là lên 10 được, nhưng mà chúng ta cần một con co. Rồi chưa có co anh em ạ. Đây. 4 bit vào. 4 bit 3 ép. Roll mấy cái nữa. Đây rồi, úi giời, cây 2, được đấy. Rồi, ok. Chuyện này có Hunter à? Chuyện này có 9 Hunter. Ăn được không? Ăn được không? Được đấy. Ui, một cái đường kẻ chỉ rất đẹp luôn ở vị trí của con Wing Ranger. Được đấy. Vố vẩn này, một lúc nữa lại có chuỗi. Đang thắng mà, chúng ta đang thắng đấy, chúng ta đang thắng đấy. Đây rồi. Up mẹ chỉ luôn. Up chỉ luôn anh em ạ. Tranh thủ up chỉ luôn. Up chỉ nó up 10 là có 6 ép rồi, 6 phe giờ thì tuyệt vời luôn. Về căn bản là bây giờ kẹp 4 bit vào tận dụng được rất nhiều những cái con mà nó có hệ đẻ ở đây. Con sói hệ đẻ này, con cây Whispersia hệ đẻ này, Whispersia hệ đẻ, con gấu cũng hệ đẻ này. Những cái con mà nó đẻ ra nó có hiệu ứng bit, nó được cộng đam. Những cái con đệ nó gọi ra là nó được cộng đam anh em ạ. Chính vì thế là tôi muốn kẹp 4 bit vào để tận dụng cái đấy. Ok, được đấy, được đấy. Ổn rồi anh em ơi. Bây giờ vẫn là con cây bồ gánh kèo, nhưng mà con cây này nó trâu lắm. Nó vừa đam to nó vừa trâu anh em ạ. Yên tâm, yên tâm, yên tâm. Ui dồi, anh em nhìn đẩy kìa. Ui, đi luôn không? Cái thằng này nó up lên 10, nó cậy cô gấu up lên 10 anh em ạ. Eco gấu up lên 10 xong ra đi top 8. Ui dồi ôi. Sai lầm đen cho nó gặp tôi anh em ạ. Quá đen, gặp tôi quá sớm.
ra gấu cậy là gấu đẻ ra, gấu đẻ ra gấu 5 tiền, thế là một phát là up 10 luôn. Trong khi là còn quá sớm để up 10. Cần phải form cái đội hình đã, up 10 sớm thế. Đúng là kiểu là tiền là chả để làm gì ấy, chỉ để up cấp ấy, đúng kiểu chơi gấu luôn. Thế nhưng mà đấy là một cái sai lầm đấy. Những cái trận mà có ẹp thì chơi gấu đúng là kiểu như là súng hố luôn. Khó lắm anh em ạ, trừ khi là gấu nó phải xanh, nó phải lên được 2 sao cơ. Chứ còn làm sao mà dựa vào những cái con gấu 1 sao được. Đấy rồi, gặp lại cái bọn Warrior ăn được không? Bây giờ tầm này ăn được chứ, tầm này làm gì có chuyện thua được. Tầm này hai con 3 sao rồi, ba con 3 sao luôn, ba con 3 sao lại còn kẹp bit ở đây, 4 bit thoải mái luôn anh em ơi. Ăn được tốt. Ok. Tôi nghĩ là 26 tôi lên 10 tôi kẹp 6 ép vào luôn. Roll thế là đủ rồi, đây này. Bây giờ đam ở cái bộ này nó là đam tổng hợp mà, đam tổng hợp đam nó chia cho tất cả các con. Nó là cái bộ bit. Tí nữa con cáo nó lên 2 sao rồi dồn đồ cho cáo thôi là ok, ổn luôn. Đấy, 4 bit kết hợp với cả 6 ép. Rất là ok đấy nhá. Rất ok đấy. Nhưng mà đấy là ok với tôi thôi nhá, anh em nhá. Chứ tôi xin nhắc lại một lần nữa nhá, là anh em đừng có làm theo. Đừng có làm theo clip. Xin anh em đấy. Xin anh em đấy nhá. Đừng có làm theo clip. Không là lại làm theo clip sau rồi lại ngày mai lại đổi cho tôi. Anh em vào rank, anh em tụt rank, anh em đổi cho tôi. Đấy, hãy làm theo một cái bạn nào đấy nhá. Bạn nào đấy mà comment, tôi cũng quên mất tên rồi. Là anh em comment là khi Tuấn Cơm ra clip thì cứ làm ngược lại là được. Đấy, anh em cứ làm theo bạn đấy là được nhá. Thế thôi, đừng làm theo tôi. Đừng làm theo tôi nhá. Hứa với anh em là anh em không làm theo tôi là anh em sẽ tăng lành đấy. Anh em cứ làm theo tôi là toàn. Đừng làm theo tôi. Rồi ok, lên 10 được rồi. Bây giờ chắc đẩy kinh khủng lắm đây này. Cái bộ này nó làm chùm ở giữa game đấy anh em ạ. Late game thì nó không phải là quá là tối thượng đâu, nhưng mà giữa game thì ôi dồi ôi, nó làm bố luôn. Chơi này chỉ cần là đủ bộ thôi. 6 ép kết hợp với cả 4 bit. Thực ra chỉ cần 6 ép thôi, 2 bit thôi, ở level 8 thôi ấy, là nó đã gọi là mạnh lắm rồi. Còn đây là 4 bit. Đẩy cực kỳ nhanh luôn. Mấy cái con đệ của con cây nhá, nó đẻ ra nó được hiệu ứng cộng đam. Và bây giờ nó cũng vừa bắp thêm được cho cái con unicorn ấy. Hồi máu nhiều hơn trước rất là nhiều luôn. Đây này, ui ông này, ui có phải ông này ông ấy xem clip của tôi nhỉ? Có phải không? Gamble Goblin à? Ui nhưng mà đi rồi, đi rồi. Gamble Goblin thế này thì đi rồi. Ui rồi làm sao mà đấm được cái con cây này? Không thể giết được con cây luôn. Cây tôi dồn toàn bộ đồ cho cây mà. Anh em thấy không? Hồi máu kinh khủng luôn. Còn hai máu rồi đi rồi. Gamble Goblin đúng không? Có phải không? Line Blade Line này. Cái con cây này nó gánh thật đấy. Anh em thấy con cây 3 sao. Gánh kẻo. Cây 3 sao kèm theo là 4 bit thì đấm nó cũng đau lắm ấy nhá. Con này đấm đau lắm. Kèm 4 bit xong rồi lại còn có thêm hiệu ứng của 6 ép vừa trâu vừa đấm đau. Mỗi tôi là đấm hơi chậm thôi. Đấm hơi chậm thôi. Mặc dù là tôi dồn hai cái đồ đấm nhanh cho con này nó đấm nhanh hơn ấy, nhưng mà đấm nó vẫn rất là chậm. 2 giây là mới đấm được một phát. Chậm lắm. Đấm không nhanh. Tuy nhiên là cú đấm thì nó sẽ rất là đau, đấm rất là đau, đấm thấm. Ui, đấm một phát chết luôn con đấy cả. Con Hunter một sao. Đấm thấm phết đấy anh em ạ. Mỗi tội là 2 giây mới đấm được một phát thôi. 9 hăn, đấm 2 phát chết con. Đấy con cây nó chết thì cũng đồng nghĩa với việc là cái bọn địch nó chết hết rồi, còn mấy con đằng sau bắn khỏe thật. Đây rồi, cám hai rồi anh em ơi. Ui rồi ôi, thế được rồi đấy, nhưng mà tôi vẫn roll. Roll mấy cái nào. Ui giời, cáo tự lên 2 luôn, không cần phải ấp trứng. Trứng này để dành cho con ấy. Trứng này để dành tí nữa cho con ngộ không. Anh em ạ. Tí nữa ra ngộ không thì chơi ngộ không, còn bây giờ dồn đồ cho cáo đã. Đây là gọi là tạm thời chơi con cáo thôi. Còn đương nhiên là chúng ta sẽ phải chơi co 5 tiền rồi. Chứ dạy gì mà chơi co 4 tiền đâu. Đúng không? Chơi co 5 tiền chứ. Để dành quả trứng này anh em ạ. Tí nữa là cho con ngộ không, đập cho ngộ không cho nó đỡ phí. Đằng nào con cáo này rồi nó cũng sẽ ra được thôi. Nếu mà con cáo này lên 3 thì lại chơi đập trứng cho cáo. Đấy, con
Con cáo thì dễ mà, bây giờ lên level 10 rồi, làm sao mà khó khăn đến cái việc mà không roll được cho con cáo đâu mà phải đập trứng đúng không? Đấy, cứ roll cáo là được rồi, cáo 2 là ok ổn áp luôn. Rồi, 9 warrior này. Ui, cáo tự sọc vào tự bất bảo, nhưng mà không sao, vẫn sống, được rồi. Ui, nhưng mà cáo bị doom. Nhưng mà nên nhớ là cái bộ đây là không phải bộ beat, tôi không có chơi beat mà tôi đang chơi là 9 ép cơ mà. À, tôi đang chơi là bộ 6 ép cơ mà. 6 ép thì nó không ngại cái bọn warrior. Đấy, anh em thấy không? Chơi beat thì ngại đấy, chơi beat mà dồn đồ cho cáo là cái cú vừa rồi là con cáo nó tự chết thôi, nó tự lăn nó chết. Mà tôi lại không chơi cái bộ beat mà tôi là chơi 4 beat thôi. Tôi kết hợp với 6 ép cơ chứ không phải là 6 beat. Ui mẹ, thằng này chơi gì đấy? Ố, chưa cái bộ sáng nay tôi chơi này. Ui thì cũng càng đấy, cũng càng đấy. Cái bộ này bộ sáng nay tôi chơi mà. Ba rồng kết hợp với 6 glide mà, 4 exit. Càng đấy. Được. Tức là không thắng nổi cái thằng đấy. 6 phe giờ vẫn thua nhỉ? Sáng nay tôi nhớ là có một cái trận mà có cái thằng nó kẹp con tôn ngộ không mà nó đấm cho sấp mặt luôn. Có thể là vì chưa ra tôn ngộ không nên là chưa ăn được. Tí ra tôn ngộ không chắc là cũng ăn được nó đấy. Trận này có tôn ngộ không à? Cứ đợi từ từ đã, bình tĩnh, nhưng chưa chắc là đã thua đâu. Thua thì có gì thì chuyển dần sau anh em ạ. Không có vấn đề gì hết. Máu còn nhiều mà, trận này máu giữ máu quá tốt luôn. Tầm này giữ máu quá tốt. Vẫn còn tới 84 máu. Sắp hết game đến nơi rồi. Round 29 rồi mà vẫn còn từng này máu như thoải mái luôn. Đấy rồi. Hơi vô lý nhở. Bình thường là cái bộ này nó không sợ đâu. Không sợ bộ lai đâu. Phe giờ nó đâu có sợ bộ lai. Đấy, ô ăn được này. Ôi rồi vừa lấy là kiểu gì chứ. Anh em thấy không? Ui dồi, con rồng kìa. Con rồng có bắn có được vào đâu. Có vào đam đâu, ăn được mà. Đẩy nhiều máu luôn ý. Trời. Quả vừa rồi đẩy 18 máu luôn. 19 máu. Đồng thời là cắt chuỗi luôn, giữ được cái chuỗi cộng 10. Được đấy. Nói chung là cái bộ phe giờ này, tôi nói thật với anh em là nó cũng không ngại đâu. Không ngại đâu anh em ạ. Tí nữa nhá, cái trong cái đội hình này ấy, nó sẽ có beat và nó sẽ có Squire. Squire lên 2 sao counter luôn vào cái bộ Clyde luôn. Nó có cái chiêu Thái Dương Hạ San là bắn trưởng ăn thẳng vào máu luôn, thì ngại gì cái bọn này đâu. Không ngại. Rõ ràng là mình mới là cái thằng counter nó. Còn cái thằng 9 warrior kia thì lại càng không. Như trận này khả năng vô địch là cao anh em ạ. Không sợ. Chơi được. Tí còn ngộ không ra cơ, nó còn có khả năng stun liên tục khống chế. Bây giờ cứ đợi con bộ không mà thôi. Đó, ok. Lấy cái chén thánh cho trâu anh ạ. Câu được nhiều thời gian càng tốt. Rồi, ok. Run là con tôn lộ không à? À đây ơi, Spire này. Nhưng mà trứng thì không đập nhá anh em nhá. Run ra ngộ không thì đập trứng thôi. Ra đấy, ra con ngộ không em nào. Chờ. Ngộ không. Không thấy ra anh em ạ. Thôi từ từ đã. 30 tiền thôi, giữ lại 30 tiền. Rồi. Ui, gặp 9 warrior thoải mái đi bạn ơi. Gặp 9 warrior cũng ghê đấy. Đùm cũng kinh đấy. Đùm trúng một cáo à? Đùm vào con nào đấy? Ui không, nó đúng vào con cây anh em ạ. Thế thì xác định rồi bạn ơi. Xác định rồi bạn ơi. Ui anh em nhìn kìa. Phải chưa? Đúng nhầm rồi bạn ơi. Đúng vào con cây. Nó con cây nó còn không chết cơ anh em ạ. Squire tiếp tục đẻ kìa. Thôi xong rồi, đẩy nhiều luôn. Ui rồi anh em ơi. Đẩy 19, 20. Ui cái gì đó, 23 máu. 23 máu luôn anh em ạ. Tôi cũng ngỡ là đẩy khoảng mười mấy máu thôi. Ai ngờ đẩy 23 máu. Khỏe thật đấy. Bộ này kiểu bộ siêu đẻ. Ngộ không. Mấy cái con đệ ấy, được gọi ra nó cũng được cộng đam anh em ạ.
Đấy, cái hay của cái bộ này nó là như thế. Tức là mấy cái con đệ gấu hay là cái con đệ của con Squire ấy, nó gọi ra ấy, là nó được cộng thêm tới 45% đam cơ mà. Đam to lắm. Cả những cái con đệ của cái con cây nữa cũng được cộng đam. Chính vì thế nên cái bộ này nó mới mạnh. Đấy, khá mạnh ấy chứ. Đâu có yếu đâu. Đây để xem bằng Clay này, Dragon Clay lên 2 sao rồi, full bộ ở level 9 thì vẫn chưa mạnh lắm, lên 10 thì chắc là nó có cửa ăn, chứ còn ở 9 thì chắc là không, chưa ăn được tôi. Ở 9 thì tôi vẫn đè được. Đấy. Ui anh em nhìn cái con Dragon Clay nó như gãi luôn. Quánh như gãi luôn. Ui rồi kéo sọc kìa. Ui nhưng mà hình như round này thua anh em ạ. Ui tôi chết tôi rồi. Gáy sớm quá. Ui quả này nó ăn được một đống tiền luôn. Chết rồi, quả này nó cắt được cái chuỗi này. Nó comeback mạnh lắm rồi. Bộ này nó mạnh chứ. Nó dồn đồ cho cái con Avenger Glide cơ. Mà có cả chống lé rồi. Mà toàn đồ thủ thôi. Bộ này trầu đấy. Liệu rằng có phải là một con kỵ sĩ bất tử không nhỉ? Không, không có chuyện này đâu. Tổ ra Squire rồi. Squire 2 sao thì lấy đâu ra mà bất tử được. Yên tâm, gặp lại thì chắc là ăn đấy. Vừa nãy Squire 1 sao thôi anh em ạ. Squire 2 sao khác ngay. Counter trực tiếp vào bọn Lai mà. Chơi với bọn Lai là chỉ có con Squire này là nó thấm này, nó bánh thấm đam to. Chính ra tí nữa late game là có khi là con Squire mới là cái con chính ý anh em ạ. Chứ còn bọn tôi nghĩ là cái bọn Warrior thì không sống thọ đâu. 18 máu thì gặp round này là đi. Gặp round này là đi thôi. Nhưng mà round này là tôi sẽ gặp cái thằng Clyde. Phiên bản sao. Còn vừa lấy là bản sao. Đây nó là bản chính ấy. Ui đưa con sầm bập đến 3 luôn ạ. Dã man vậy. Trời căng thế nhở. Lần này ăn được không? Squire lên 2 sao lò khác. Squire lên 2 sao lò khác. Anh em ơi. Bắn trưởng. Thái Dương hạ san. Được chưa? Ui con này trâu quá. Ui mẹ ơi. Trâu thật đấy. Lỗ lại hồi đấy ạc máu rồi kìa. Ui. Kỵ sĩ bất tử à. Không ổn. Thằng Warrior thì chắc chắn là chết rồi. Mình solo thằng này. Warrior còn đeo có cửa ăn được cái thằng Clyde cơ. Thì Clyde mạnh quá nhở. Ra Ngộ Không ăn được không? Giờ vẫn chưa có Ngộ Không. Tôi cho khi tôi phải dồn đồ cho con Squire thôi. Dồn đồ cho Squire. Cái trượng tá ác ấy cho con Squire nó bắn nó thấm hơn. Tăng cái sức mạnh tấn công của đam kỹ năng. Dồn đam cho nó chết một phát là chết luôn cái con ngựa đi. Chứ còn nếu mà nó còn một chút máu là nó lại hồi thôi. Không đánh được xuyên giáp mà anh em. Hy vọng là cái trưởng của con Squire khi mà có gậy tá ác nó có thể bắn một phát là chết luôn. Thằng này thì nói chung là vẫn ăn được, không có cửa. Kể cả là đun trúng vào Squire. Ây à, cũng kinh đấy, cũng kinh đấy. Ui, nó đấm tôi này. Rồi, Squire gọi được đệ rồi, thế thì thôi. Ui, nó ăn được luôn này. Ô. Ui rồi, vậy là thua cả hai à. Trời ạ. Vẫn chưa đấm được cái con ấy này. Ơ mà. Cái thằng Warrior ấy, được đấy nhá. Thằng Warrior đấm cả hai à. Ây à, thì càng đấy. Warrior sẽ đấm cả hai. Ơ, thế đấm cả hai đi. Thế thì tốt quá. Ui nếu mà Warrior mà nó đấm được cả hai thì tôi là cái thằng giữ máu được nhiều hơn. Tôi máu nhiều hơn anh em ạ. Máu nhiều hơn. Ừ được đấy, được đấy. Warrior bây giờ mượn dao giết người anh em ơi. Bây giờ tôi thua thằng Warrior mà cái thằng Clyde nó vẫn thua thằng Warrior. Đấy là thằng Clyde nó bị thằng Warrior nó đấm chết trước. Ui nó ra ca lông rồi này. Chết rồi, nó ra ca lông rồi. Ca lông 1 thì cũng chưa lo lắm nhưng mà ca lông 2 thì cũng khá là sợ đấy nhá. Hy vọng là thằng Warrior nó có thể đẩy được cái thằng Clyde đi. Chứ còn nếu mà để tôi đấm với thằng Clyde late game thì có vẻ hơi khó. Nó dù sao nó cũng là bộ meta mà.
Vớ vẩn tí nữa lên 11 thì chắc là đấm cho tôi sấp mặt luôn. Ui, không ghép được cái gì cả. Cướp điên à? Được, cướp điên. Cướp điên cho cáo. Ơ, vớ vẩn cáo lên 3 này. Được đấy. Cáo 3 à? Vẫn chưa ra một con ngộ không nào anh em ạ. Có một đống tiền để roll ngộ không luôn mà không ra. Thôi, con này không 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 mua. Bán. Ui giời, ra lắm làm cái gì, ngộ không đâu. Một shot, ui cũng mạnh đấy, cũng mạnh đấy. Ui mẹ ơi, con Calong kìa, nó bắn chết con cáo rồi. Không ổn anh em ơi, không ổn. Thua thằng này. À thua không? Vẫn thua anh em ạ. Khỏe quá. Trâu thật. Lại thêm cái hút máu nữa. Ôi rồi ôi, cái thằng Warrior thua à. Thế thì khó rồi. Thằng Warrior nó lại thua cái thằng Clive mới đau như vậy. Tại sao thế nhở? Khó rồi. Ăn nổi không? Không thấy có ngộ không. Đây rồi. Một con nữa. Một con nữa thôi. Ra đi. Ôi rồi ôi. Đéo có. Quả của ấy. Ui giời ơi. Kéo ra. Chết tôi rồi. Làm nào được. Sợ nhất là con rồng mập nó khạc một phát vào con cáo. Chết tôi. Được không? Ăn được không? Ăn được không? Đừng bảo từng lẻ con mà đéo solo được cái con ấy nhá. Sợ thật. Được rồi, được rồi, được rồi. Ăn được rồi anh em ơi. Ăn được rồi. Hay lắm. Chỉ cần cái con Squire sống thôi thì là ăn. Squire chết là không có đam. Ơ kìa, ngộ không ơi. Ra đi, trứng ở đây rồi. Trời ơi, cái quả trứng này tôi ôm từ lâu lắm rồi ấy. Tôi ôm từ lâu lắm rồi. Tôi đợi cái con ngộ không ra mà nó đéo ra. Cay thật. Phải cẩn thận nhá, con này nó đổi vị trí là phải đổi cái con cây theo ấy. Cứ cái con Avenger nó ở đâu thì con cây nó sẽ đứng trước mặt cái con Avenger ở đấy nhá anh em nhá. Ui, thật chết rồi. À không sao, nó để trước mặt con gấu cũng được. Nó để đổi nhanh quá, nó đổi nhanh quá. Không kịp, nó đổi dây cuối anh em ạ. Khôn đấy, anh khôn đấy. Nhưng mà vẫn ăn được. Ăn được không? Ui, rau này đéo ăn được rồi. Trông tôi bị đẩy. Ôi vậy là rau này là cũng không ăn được. Ăn được không? Ăn được đấy. Ôi giời ơi, được đấy. Ui, có ăn được không? Ăn được không? Ăn được. Ăn được anh em ơi. Ôi rồi, được đấy. Quả chuột của con cáo thấm phết. Ôi chết rồi, cáo 3. Cáo 3 hay ngộ không 2 đây. Ôi thật chết rồi, cáo 3 này. Ui, còn 1 con cáo thôi. Lóc lại à? Lóc lại nhá. Tôi nghĩ là cáo 3 thôi chứ còn ngộ không cái gì nữa. Tầm này cáo 3 thì nó lại uy tín luôn. 4 tiền 3 sao thì nó mạnh hơn là 5 tiền 2 sao. Chắc chắn rồi. Quả này đuổi cái vị trí của con cây này. Chuyển vị trí sang đây. Ui, ấn cái nút đuổi tự động của bạn ơi. Ăn được không? Ui, quả chọt của cáo thấm đấy. 11 đam anh em ạ, 11.000 đam. Ui, nhưng con cáo bị xịt rồi kìa. Ui, thế rau này thua mất. Cáo chết rồi. Cứ con Squire chết là thua. Vẫn là trận thắng kiện thua anh em ạ. Căng thẳng quá nhờ. Căng thẳng quá. Còn một con cáo nữa thôi. À đây, quên không ghép cái này. Cái lá này cho con cây được này. Để cho nó nhiều. Mặt lạ hút máu à. Cho Squire cầm đi. Cái mặt lạ hút máu này này, nó có cái khả năng là hút máu khi mà bắn trưởng ấy.
hút máu kỹ năng ấy, nên là cho Squire cầm cho nó đỡ chết anh em ạ. Nhiều khi là con Squire nó bị khạc với một phát ấy, con rồng mập nó khạc cho đúng cái con Squire này là Squire chết là thua luôn. Bắt buộc cái con Squire nó phải sống thì mới ăn được. Chỉ có mỗi con Squire là gây đam được cho cái con Amazon Glide của địch thôi. Nhưng là con này nó phải sống anh em ạ. Chết là thua. Rồi, gậy ghép được cái gậy là tàn ác đây, cái hack được đấy. Lấy cái chém lan. Ok. Đồ này là có khả năng là đấm được. Đồ có khả năng đấm được. Chém lan là đam thuần đấy. Nếu mà anh em chưa biết thì cái chém lan này nó gây ra đam thuần. Gây ra đam thuần diện rộng. Ok. Nào luôn tiếp à. Ui, vẫn chưa thể cáo đâu nhỉ. Chắc là vẫn sống thêm được một vài round nữa, không sao. Trong cái trường hợp mà không ra được con cáo 3 thì có thể chơi cũng không 2. Ui, cả lồng 2 tia rồi đây này. Ui, ơ sao thằng này lắm đồ ấy nhở. Thằng này lắm đồ ấy nhở. Ơ sao tôi có 4 đồ cam mà nó có tới 5 cái mảnh của đồ cam. Mẹ. Đồ binh thế. Cáo chọt, ui, cáo chọt đau thế. Ơ. Ơ được đấy, được đấy. Ui, con cáo anh em nhìn con chọt đau thật đấy. Ơ kéo. Ui, đi rồi. Ôi giời ơi, tưởng tên nào. Tưởng là Avenzo Clyde thế nào, trông mềm như bún, sọt một phát gần chết rồi còn đâu nữa. Ua, 4 đồ cam anh em ạ, 4 đồ cam toàn đồ thủ mà chọt một phát gần chết. Còn lại Squire làm lốt. Không ăn thua, chứng tỏ là không ăn thua, vẫn có bộ counter được. Anh em thấy không, thử bộ, đánh bộ em vẫn ok luôn. Em được đấy chứ, được đấy chứ. Chả qua là không ai biết mà chơi thôi. Chứ tôi nói rồi, cái bộ này nó có tên là bộ Tuấn Cơm thì nghe cái tên nó thấy uy tín rồi đúng không anh em? Rồi, anh em thấy hay thì để lại cho tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký kênh có thể đăng ký để xem thêm những clip khác của kênh. Còn thời gian anh em có thể chọn clip bên trái để xem tôi chơi bộ Clyde. Và anh em có thể chọn clip bên phải nếu anh em muốn xem tôi chơi bộ Goblin theo một cái cách rất riêng như anh em nhá, rất là đặc biệt. Cảm ơn anh em. Hẹn gặp lại anh em vào sáng ngày mai. Bye bye.